Ngày 30 tháng 4 tại các tỉnh, thành phố miền Trung, nhiều điểm du lịch bất ngờ tăng vọt lượng khách tham quan, vui chơi giải trí do thời tiết khá thuận lợi, giá vé máy bay hạ nhiệt. Tại thành phố Đà Nẵng, hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau tại đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu để đến khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Theo ghi nhận, lúc 11 giờ ngày 30 tháng 4, lượng khách vào khu du lịch công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài đạt hơn 6.000 khách, gấp 3 lần lượng khách ngày hôm qua. Dự kiến đến cuối ngày 30 tháng 4, khu du lịch có thể đón gần 8.000 lượt khách. Tại thành phố Huế, Đại Nội Huế và các tuyến đường quanh phố đi bộ cũng chật người. Nhiều đoàn du khách quốc tế, các trường học lựa chọn làng hoa giấy Thanh Tiên, xã Phú Mậu, thành phố Huế để tìm hiểu, trải nghiệm. Dự kiến khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đón khoảng 5.000 người đến tham quan, có phần ít hơn cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chương trình được tổ chức xuyên suốt vào mỗi tối. Dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ có khoảng gần 10.000 lượt khách tham quan. Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4, có hàng ngàn lượt du khách thập phương đến các khu di tích lịch sử văn hóa, điểm du lịch tâm linh, các khu điểm du lịch sinh thái trải nghiệm và khu du lịch biển. Ông Trần Đình Ước, trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc cho biết, ngày 30 tháng 4 có khoảng 5.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến khu di tích. Tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lượng khách du lịch đổ về tham quan, trải nghiệm các hoạt động du lịch biển rất đông đúc. Tại xã bán đảo Nhân Hải, địa phương ghi nhận, 3 ngày qua có khoảng 5.000 du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động ven đảo Hòn Khô. Các di tích bảo tàng lịch sử nhà Tây Sơn, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, đón khoảng 1.000 khách một ngày. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 1.986 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua. 3 ca tử vong tại Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai. Số bệnh nhân đang thở oxy là 62 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 56 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 3 ca, thở máy xâm lấn 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.191 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.561.848 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình đã bố trí lực lượng trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận tỉnh để hỗ trợ người tham gia giao thông. Đoạn quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình là đoạn đường nhiều đèo dốc, thời tiết mưa, sương mù, trơn trượt, lưu lượng xe nhiều, nên cảnh sát giao thông đã triển khai 3 tổ công tác tuần tra kiểm soát và cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại các đoạn đường đèo trơn trượt, sương mù dày, cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, đề nghị lái xe giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn chiếu gần, đèn sương mù. Ngày 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 8 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Trong số các vụ tai nạn giao thông trên, đường bộ xảy ra 27 vụ, đường sắt xảy ra 1 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn. Qua công tác tuần tra kiểm soát, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.619 trường hợp vi phạm, phạt tiền 20,9 tỷ đồng. Tạm giữ 159 xe ô tô, 4.301 xe mô tô, 30 phương tiện khác, tước 2.180 giấy phép lái xe các loại. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 104,1 triệu đồng, tước giấy phép 11 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện. Báo cáo nhanh công tác bảo đảm khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn giao thông COVID-19 từ 7 giờ ngày 29 tháng 4 đến 7 giờ ngày 30 tháng 4 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, tính đến 7 giờ ngày 30 tháng 4, tổng số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước là 177.753 người, trong đó tổng số người bệnh khám cấp cứu là 59.664 người bệnh, 22.149 người nhập viện điều trị nội trú, 16.788 người được ra viện và 1.975 người bệnh chuyển viện. Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh. Tiên lượng tử vong xin về là 205 người bệnh.
Số ca nặng nguy kịch đang điều trị là 2.049 người. Ngày 30 tháng 4 tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao 2 ngư dân bị bệnh cho gia đình và địa phương. Trước đó, tàu 418 đã cơ động đến đảo Trường Sa lúc 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 và tiến hành đón bệnh nhân lên tàu chăm sóc và đưa về bờ an toàn. Hai bệnh nhân sinh năm 1993 và 2000 đều ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, làm việc trên tàu cá BT-97569TS do ông Tạ Văn Sang cùng quê làm thuyền trưởng. Cả hai bệnh nhân được đưa lên đảo Đá Đông B cấp cứu lúc 1 giờ ngày 28 tháng 4. Theo chẩn đoán của các bác sĩ đảo Đá Đông B, thì cả hai bị giảm áp do quá trình lặn đánh bắt hải sản. Hiện tại sức khỏe của hai ngư dân đã ổn định, tiếp xúc tốt. Tuy vậy còn yếu hai chân, có lúc khó thở, đau tức ngực. Đơn vị đã bàn giao hai ngư dân cho cơ quan chức năng và gia đình để đưa về bệnh viện tiếp tục điều trị.